Ok, hello chào các bạn. Hello chào các bạn. Hello chào các bạn. Hello, hello chào các bạn. Ok, yeah. Chào mừng các bạn đến với channel Lindo Vlog Quốc sản ở châu Phi. Ok các bạn, hôm nay lần đầu tiên lên video của Lindo đấy, giới thiệu cho mọi người để biết. Đây là anh trai của Lindo và hai con gái của anh trai của Lindo nha mọi người. Thì hôm nay mình các bạn có nhớ không? Đấy, khi Lindo Việt Nam ấy hay đi ăn sáng với Điệp. Có một hôm á, Lindo và Điệp đi ra ngoài nhà hàng để ăn sáng. Có thể đi qua ngoài chỗ có thể cái quà này. Lúc đó Lindo đã kêu Điệp, Điệp ơi, cái quà này là cái gì? Điệp đã nói là cái quà này Lindo có thích không? Lindo đã nói là không. Chưa ăn thử thì bây giờ là Lindo lên vào để ăn thử cái quà này luôn. Ok, sau đó Điệp đưa Lindo về nhà, hai em về nhà. Có thể Điệp bày cho Lindo như thế này. Bắt bò ra, sau cắt nhỏ ra. Ăn với cái súp hào hào ấy. Có một hôm Điệp và Lindo và em Nhật Lễ đã dẫn Lindo ra ngoài chỗ để mà ăn cái quà này. Có thể có cái cục to, đã có tất cả, có cái quà này và có cái quà sỏi, có cái quà ôi, rất là ngon lắm các bạn ạ. Cho nên là hôm nay mình không có cái quà ôi, chắc cái quà sỏi. Thì bây giờ là mình giới thiệu cho tất cả anh và hai con gái này của anh ta. Đấy, là mình có biết rồi, lần đầu tiên là mình có biết cái quà này là cái quả cốc. Thì bây giờ là nói với anh nha mọi người. Dạ, mano. Muito boa tarde outra vez. Sim, sim. Então, o irmão, naquele tempo quando estava em vietnamita, nós passamos em alguns restaurantes de lá e uma vez o Diep e a irmã Yatle passamos numa praça e acabei por ver essa fruta naquele mercado. Então, depois ali eu chamei o Diep para perguntar como é que se chama e como é que é consumida ela. Então, é que vamos... o mano já sabe como é que é essa... Nunca viu, parece, essa fruta, né? Para ser sincero, muito boa tarde. Para ser sincero, é uma fruta que para mim ainda é estranha, não sei o nome. Certo. Apenas vejo que tem um aspecto de... Sei lá, de longe parece uma... O mano pode tirar... De longe tem um formato de pera. Certo. Mas, vendo bem... Tá um pouco diferente. Certo. E é uma fruta mesmo que não é de cá. Certo. E como é que chama isso? Até parece abacate, mas não é. Certo. E como é que chama isso? Esta aqui chama-se quacoc. 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 Expressão difícil. Será que consigo? Deixa eu ver. Quacoc. Sim. Certo. Certo. Muito bem. Então, esta aqui é só vietnamita onde tem. Các bạn đã quên mà lúc sáng này mano desculpa ainda quên các bạn ạ. Lúc sáng này Điệp đã có gọi cho Lindo để nói là Lindo ơi, nhà cửa hàng của Việt Nam đã có cái quà này rồi, cái quà cốc rồi. Lindo nói là ok, Điệp giúp Lindo vội mua một ít cho Lindo nhá. Ok, Điệp hôm nay đã có mua một ít cái quả cốc này để cho Lindo, cũng như là Lindo thì bây giờ là Lindo giới thiệu cái quả này ăn như thế nào, cũng như là kéo tứ nữa dặn anh kéo tất cả mọi người để ăn thử cái quả này nha mọi người để biết. E mesmo assim, mano, desculpa pelo interromper. Então, essa fruta o irmão conheceu a partir do vietnamita. Ok. Então, aqui não sabia se tem. Então, hoje de manhã o Diep ligou para mim e disse que já tem essa fruta nas lojas do vietnamita que aqui estão. Ok. Sim, aqui na cidade do Lubango. Certo. Sim, senhor. Então, o irmão pediu para o Diep comprar um bocado, né? Para o irmão fazer aqui esse, e mostrar, apresentar esse tipo de fruta e como é consumida, que ela é consumida, a família e os vizinhos também. Ok. Para poder provar. Sim, senhor. Sim. A fruta que tem esse nome ali, já me esqueci. Quacap. Sim, quacap. Então vamos provar o quacap. Sim. Então as minhas sobrinhas, minhas filhas vão poder ajudar o papá para poder cascar. Para descascar isso. Sabe como é que se casca? Essa aqui, quacap. Quacap. É de baito.
hai con gái của anh ta này. Muito cheiroso. Ok. Elas têm aroma agradável. Tay của mình rửa cho sạch rồi. Ra là về hàm mông. Sim. Vai cho. É melhor a casca. Ficar aqui. Ficar mesmo aqui. Ajuda-me só já para tirar já a casca. Isso. Aí, né? A casca fica aí. Que e aí vai já o limpo, né? Sim, mano. Então, essa fruta, o irmão já provou a partir do vietnamita. Ok, mọi người, quên, que fã de giải thiệu cho tất cả mọi người. Hôm nay có cũng có ôi, cái quả ôi, đã có hai loại này, hai loại quả này, quả cắp và quả xoài. Và có nguồn liệu đấy, đây là có... desculpa, con xin xác. Đường này, và nước mắm, và mì chính. Súp hào hào mọi người ạ. Đấy. Và có một ít ớt cay. Pega faca aí. Dạ, melhor se coisa melhor aquele ou a casca. Vamos conseguir? Vá, ớt cay. Cái nguyên liệu này. Cái nguyên liệu này để tí nữa giới thiệu cho tất cả anh và hai con gái nha mọi người. Ok nha mọi người. Đấy. Thì để cho anh Tài và hai cháu gái đã gột vô, anh cũng gột vô mình Lindo để Lindo cắt nhỏ nhỏ. Yeah, mano, essa aqui agora temos que cortar assim desses pedacinhos assim desse tamanho. Ok. Para poder fazer a salada. Yeah. Então, primeiro estamos aqui a cortar a manga. Ok. Landar a minha cắt soy. Quả soy trước. Cũng quả cốc đây rồi. Já tá saindo em alguns cubinhos. Manga em cubo. Sim. Quả xoài. Quả xoài. Anh đã học muốn học thích học tiếng Việt. Học é aprender. Học. 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 Aprender. Ok. Sim. Essa língua. Bye. Bài ensinar bài cắt ra cái quả. Yeah, mano, então aqui já, né, filhas, estão a ver, aqui já cortamos as frutas, então conseguimos aqui ter só uma essa quantidade de frutas. Então aqui o irmão vai poder já fazer uma mistura, um molho para poder já acompanhar com esta quantidade de frutas. Então esta mistura de frutas come-se acompanhado com um molho, certo? Que é esse que vais preparar agora, certo? Ok. Se vai lá amanhã minha lei lá no que short minha amanhã, hein? Vá com nước này mình đã nấu rồi, nấu để cho nguội nha mọi người ạ. Để cho nó lăm luộc sốt, để bỏ phía trên cái hoa quả này, cái quả này để cho nó không bị đảo bung nha mọi người. Ok. Agora vamos aqui começar a junção do tempero que aqui o irmão vai preparar. Ok. Đường này. Ok. Đường một ít thôi. Este é açúcar. O açúcar. E mì chín tempero. Sim, mì chín tầm hai thìa thôi, hai thìa. Ok. Dạ, ajuda só a tapar já. Isso. Então, vá, nước. Được rồi. Ok. Quay trước. Agora vamos meter já o mitinho, açúcar e água. Água morna. Sim, morna. Vamos tirando assim já. Para dissolver o açúcar e o mitinho. Certo. Uau. Yeah, estão entendendo, né? Sim. Depois, vocês têm que ser capazes de também fazer isso. Certo. Basta só vos dar aí os ingredientes e vocês conseguem preparar. Sim. A salada de fruta com o molho de... Mitin, sim. Açúcar. Certo. E esse é o Nukmam? Esse é Nukmam.
Sim, yeah. Có cả nước mắm và ớt cay nhá mọi người. Esse aqui o nosso mam, depois ia seguir. Vamos meter também o xindongo. Uau! Sim! Ok, tu vai lá. Eita, nosso mam. Então vai ser algo doce, mas também picante. Sim, uau. E um pouquinho picante, sim. Ok. Muito bem. Então, nosso mam, dá. Nosso mam já metemos. Nosso mam, dá ele. Do một ít nước mắm rồi. Thì bây giờ là đổ thêm mà một ít ớt cay. Vamos meter um pouquinho também de xindongo. Ok, então vai ser assim um sabor. Sim. Um tanto quanto picante. Mas o xindongo é só dois. Dois, né? Cada vez nhanh. Yeah, vamos cortar só um pouquinho. Ok. Ok. Assim mesmo. Uau. Só o xindongo, precisamos de dois. Uhum. Só dois xindonguinhos só. Uhum. Para picar assim, um pouquinho. Um pouquinho. É. É. Mas, senão fica muito forte. Ai, que outro cai demais. Como cai nheu, né, mulher? Ok. Vamos continuar a girar. Uhum. Ok, né, mulher? Thì bây giờ là đã được rồi. Thì bây giờ là mình đổ cái nước sốt này. Yeah. Então agora vamos já. Despejar okay. O tempero, o molho tempero temperado. De mitin, nukman, açúcar é. E xindongo. Sim. Sim, senhor. Ok. Yeah, chama as crianças e as mamães que estão aí. Ai? Yeah. Ok, então depois, já que acabamos de despejar a água temperada, então vamos misturar um bocadinho porque... Para integrar aí sim, esses porque... sabores. Sim. Sim, sim. Então, aí, look naia. Já, meu... Con gái để mà kêu cả hàng xóm lại đái để mà ăn thử cái món này. Já, yeah, assim está completo. Está pronto. Mas ainda faltou. Faltou o coisa. Este aqui. O sal temperado de hau hau. Este aqui é por último para dar aquele aroma. Ok. Sim. De motita, chup hau hau. Deixa eu no top. Sim, senhor. Bom. Ok. A colher? Já. Yeah. Então... Deixa eu entrar dar o lê. Ok, a canhá. Thì bây giờ là mọi người đã ngồi rồi. Các bạn không thiệt làm gì đâu. Là tại vì không có ghẻ không đủ nha mọi người. Cho nên là để mấy em gái này để đúng. Để đúng chứ còn người già ngồi cũng như là mấy chị này. Thì bây giờ là mình nói chuyện với mọi người cũng như là lúc này Liên Đồ đã kéo hàng xóm tập trung về đây nhá mọi người. Mày em gái này đã 2 ngày bị không cảm. Ok, isso, família, nós temos aqui essa fruta, essa salada de fruta que o filho quando estava lá em Vietnamita, o filho já provou essa mistura de fruta, essa salada. Então o filho decidiu comprar um bocado dessa fruta para mostrar aqui à família. Pois temos aqui essa mistura de fruta. Manga e uma fruta chamada cac. Chama-se quacac. Então é uma boa fruta. Então nós, o filho fez essa salada para apresentar e a mostrar o sabor dessa salada à família. Agora, te base lá meu irmão, assim foi a minha tia. Tia một ít đưa cho các cháu đang ngồi ở phía sau kia. Dạ, có lẽ sẽ agora ainda vamos tirar um pouquinho para as crianças. É muito boa essa salada. O filho já provou, o irmão já provou. Sim. Sim, senhor. Tem. Tem caldo aí. Sim. Caldo aí tu pode pedir. Ah, já. Yeah. Molho. Ah, não que certo. Isso. Uau. Bom. Isso.
Đấy. Thì mấy các cháu này đã tập trung ngồi rồi. Ok. C'est ça? Espera. Tá aqui. Oba. Espera ainda. Esta aqui, né? É a salada que o tio Lindo fez, já? É salada de frutas, já? É muito boa, já? Vamos falar. Moi, các bạn ăn. Aqui. Moi, các bạn ăn. A força. Ok, agora vamos comer, já? Vamos comer. Não lutem. Devagar, só, já? Devagar. Ăn chung nhá mọi người, thoải mái. Não lutem, já? Um pica. Oh. Ok, thì bây giờ là mình là lấy đâu kia? Hả? Đi piquen lá. Piquen lá pro alemão também. Alemão tem que se palita. Bom, tchau, Kovan. Vamos comer salada, mãe. Ok, còn đây mình mời cả nhà ăn nha mọi người. Tem. Ok, então podemos mais encostar pouco para provarmos. Yeah. Ok, mời cả nhà ăn xoài giấm, cái món xoài giấm này. Ok, mời các bạn ăn, vamos falar assim. Mời các bạn ăn. Ok, ăn thoải mái. Então, thứ ba là mình bày cho mọi người ăn như thế nào. Ăn như thế nào. Ủa, bốn chung chung là nó là bên này. Isso. Nó xong mình hoa xì. Mời các bạn ăn nha. Wow, ok. Yeah. Oh, obrigado, família. Muito obrigado. Hein? Olha. Coia, hein? Ngon, hein? Vou chua chua, hein? Quá ngon, né? Ngon lắm, hein? Mà hát bằng những bộ. Hả? Ok. Pica, vamos comer aí. Hả? Nó có diarrhea. À các bạn nha. À có mày em này, chị này là đã không à, đang không ăn ớt cay nhá. Có thể chị này đã nổi lắm. Cay một tí, hai ngày cũng như là hai ngày lắm. Các bạn không cảm. Sao thế mà? Quê à, quê à, sao? Hứa. Ngon lắm đấy. Ủa sao bơi đấy, mút đấy, tao quê à, ngon lắm đấy. Ăn đi, ăn đi. Bơm sao bơi đấy à? Tô Lê. Vamos lá, já, pode? Hã? É fruta! Não, 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 A tempinha isso aqui, liga aí bem. Vamos lá, meu? Manga é 6 anos. Sim, manga. Mọi người đã ăn gần hết rồi. Thì bây giờ là lúc này Diệp khi bắt mày quay lên, mọi người 2 ngày. Thì khi này Diệp tắt mày quay, mọi người ăn thoải mái. Ở bên các cháu hết rồi. Ở bên các cháu các bạn có thấy không? Hết sạch luôn. Dạ. Bắt đầu tao chỉ là chỉ phải băng gà nào, bùng gà nào. À, thì bây giờ là phỏng vấn một tí. Phỏng vấn một tí là anh ấy thức nhỉ? Yes, phỏng vấn. Luna Matapuli. Có lý xe xa? Sim, sim. Phỏng vấn ba thức. Dạ, mama, có lý xe xa? A mama, é pela primeira vez provar essa salada de frutas? Ou será que a mãe já provou algum sítio? Ou alguma vez já provou mais? Nunca. Ainda nunca? Essa é a primeira vez. Certo. E a mãe, sentiu, como é que sentiu o sabor dessa? Tem bom sabor. Ah, ok. Sim, mãe. Lando tien. Sim, lando tien, David. Vem aí, lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.
Ok, com licença, mano. Muito obrigado, mano. Bom apetite. Muito obrigado, mano. Claro que o mano é pela primeira vez a provar essa mistura de frutas. Sim, pela primeira vez, muito obrigado. E o sabor? Não, está muito bom, mano. O sabor está bom? Sim. Não achou nenhuma alguma diferença nessa... Depois de metermos os ingredientes, os temperos vietnamitas, não achou... Chào các bạn.